Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, ở Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, còn với Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông về chiều tối và đêm. Ở Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ sẽ có những nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng là từ 60 đến 120mm và có nơi thì trên 250mm. Trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và những tỉnh thành khác của phía Đông Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Còn với phía Tây Bắc Bộ, mức nhiệt dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Lui xuống Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho tới Nghệ An, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu là về chiều tối và đêm. Nhiệt độ tại đây sẽ phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Còn với khu vực phía Nam Trung Bộ, từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận, nắng nóng và có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm thì có mưa rào và dông vài nơi, mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ 34 đến 37 độ và có nơi trên 37 độ. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ thì ngày nắng và chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột khá là dễ chịu, mức nhiệt là từ 29 đến 32 độ. Còn với Nam Bộ thì sẽ nhỉnh hơn, phổ biến từ 31 đến 34 độ. Trên biển quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam khoảng từ cấp 4 đến cấp 5 với tầm nhìn xa trên 10 km. Còn quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam khoảng cấp 4, cấp 5. Và như thường lệ thì cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.